Đi đâu mà lâu thế? Gọi mãi chẳng được gì cả. Cô Lai, sao cô lại khoác tên bạn trai của tôi? Cô tự cho mình cái quyền tra khảo tôi từ bao giờ ấy? Đây là người yêu của tôi. Em đang mang cho mình đứa con của anh đấy. Thì cô bỏ đi chứ sao nữa? Cô ngu thế. Bây giờ anh mà bỏ em thì em biết phải sống sao? Cái loài người như cậu ấy, sớm muộn gì rồi cũng phải trả giá thôi. Đi đâu mà lâu thế? Gọi mãi chẳng được gì cả. Không biết có sao không nữa. Đến nhà anh rồi. Hay vào nhà anh nghỉ nhá. Anh Hiếu. Cô Lai, sao cô lại khoác tên bạn trai của tôi? Tại sao mày lại động vào người tao? Mày là ai? Anh Hiếu, anh giải thích đi. Cô ta là ai? Cô tự cho mình cái quyền tra khảo tôi từ bao giờ ấy? Đây là người yêu của tôi, được chưa? Thế còn em? Em là gì của anh? Còn đứa con trong bụng của em nữa. Cô định làm loạn ở đây đấy à? Nhìn mày vừa xấu, thần kinh thì lại không ổn định. Bảo sao? Anh Hiếu muốn cách xa hàng vạn km. Cô im đi. Đây là việc của chúng tôi. Cô đừng có xía vào. Câu này phải là tao nói với mày mới đúng ấy. Mày có tư cách gì để đứng đây nói chuyện với tao? Cút! Cô giả vờ ngu hay là cô ngu thật đấy? Từ bây giờ tôi với cô không liên quan gì đến nhau nữa. Thế em đang mang cho mình đứa con của anh đấy. Chính cô bảo rồi, cô giữ kỹ nên không bị dính cơ mà. À, cô định úp sọt tôi đúng không? Thôi, cô tự đi mà chịu trách nhiệm đi. Anh nói thế mà nghe được à? Chính việc sống thử, anh là người đề nghị cơ mà. Rồi anh hứa với tôi là nếu chẳng may có dính thì anh sẽ cưới tôi cơ mà. Đấy là việc của cô. Sao bây giờ tôi có bầu rồi, anh lại trở mặt như thế? Thì cô bỏ đi chứ sao nữa? Cô ngu thế. Tự đi mà lo liệu bản thân đi, đừng có mà ăn vạ cái thằng này. Mà thôi. Anh Hiếu. Cô tránh ra đi, để tôi đi. Anh Hiếu, em xin anh đấy. Bây giờ anh mà bỏ em thì em biết phải sống sao. Thôi, cô có tránh ra không? Anh Hiếu. Cô mà không tránh ra thì... Dừng tay lại. Cậu có phải là đàn ông không hả? Phải. Giữa ban ngày ban mặt mà lại ra tay với đàn bà con gái như thế à? Ông là ai mà chõ mõ vào chuyện của tôi? À, đây là bố mới của cô đúng không? Châu già thích gặm cỏ non mà trẻ con lại thích chơi đồ cổ à? Thôi đã, tôi nhường cho ông đấy. Cậu ăn nói cho nó đàng hoàng. Đàng hoàng? Thôi đi anh già, anh không phải ngại đâu. Anh dẫn nó đi mông má lại một tí là ngon ngay ấy mà. Cậu! Thôi, anh cút đi, đồ khốn đã. Tôi thực sự không ngờ. Đứng nghe. Cái loài người như cậu ấy, sớm muộn gì nó cũng phải trả giá thôi. Thế là em mất hết rồi. Mất sạch rồi thầy ạ. Em còn sống trên đời này làm gì nữa? Em hãy bình tĩnh lại đã. Đừng có suy nghĩ dại dột. Bây giờ em không phải chỉ sống cho riêng em đâu, mà còn đứa con trong bụng em nữa mà. Nhưng em sợ lắm thầy ạ. Cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu có đó. Bây giờ để thầy đưa em về nhà nghỉ ngơi đã nhá. Vâng. Em mời thầy ngồi ạ. Mấy tuần nay không thấy em đi học, hỏi bạn em ấy thì không ai biết. Thầy lo quá nên mới hỏi thăm đến tận đây. Em có vấn đề gì thì cứ nói với thầy, rồi thầy sẽ giúp cho.
Thực ra chuyện là thế này ạ. Hắn ta hơn em 2 tuổi. Lúc còn yêu nhau thì hắn nói ngon nói ngọt, bảo là về sống thử. Xong bây giờ em lỡ có bầu thì hắn ta lại ruồng rẫy, chối bỏ em. Giờ bụng mang dạ chửa rồi, em cũng không biết kiếm việc gì nữa. Mà em cũng không còn tiền để nuôi con. Bố mẹ em thì lại mất sớm. Nên em phải đi học tiếp. Chỉ còn mấy tháng nữa là ra trường rồi. Em đừng suy nghĩ đến người ngoài em ạ. Bây giờ việc của em, việc của con em là quan trọng nhất. Nhưng mà em... Em cứ yên tâm, thầy sẽ cho em vay tiền để đi học, để sinh con. Thầy... Đứa bé không có tội tình gì cả. Em thì còn cả một tương lai ở phía trước. Đừng vì một kẻ không ra gì mà rũ bỏ tương lai của mình, của con, em ạ. Vâng, em sẽ nghe lời thầy ạ. Em sẽ cố gắng học nốt. Và sau này nhất định em sẽ đi làm, kiếm tiền để trả lại cho thầy ạ. Để đến lúc đó rồi tính. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Nếu như mà có việc gì á thì em cứ gọi điện cho thầy, đừng ngại nhá. Thôi thầy về đây. Vâng, em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Ừ, chào em. Thầy đợi em một tí nhá, em đi lấy nước cho thầy uống ạ. Ôi, em cứ ngồi xuống, ngồi xuống. Em đang bụng mang dạ chửa thế này, đứng lên làm gì? Cứ để đấy thầy làm nhá. Thầy chính thức chúc mừng em đã tốt nghiệp loại xuất sắc và nhận được học bổng đi du học ở nước ngoài. Bây giờ thì cứ yên tâm nghỉ ngơi mà sinh con. Hôm nay thầy mang đến cho em biết đồ bổ để bồi dưỡng. Thầy xin thầy ạ. Ừ. Cảm ơn thầy, thời gian qua đã giúp đỡ em. Cũng may là có thầy nói giúp mà em được sinh con xong. Rồi em bé cứng cáp thì mới phải sang bên kia nhập học. Em cũng không biết phải cảm ơn thầy bằng cách nào nữa. Ơn huệ cái gì, em thành công ấy và sống hạnh phúc ấy là thầy mừng rồi. Cố gắng lên nhá. Dạ vâng, thầy yên tâm. Em nhất định sẽ làm được ạ. Ừ. Alo. Ừ, chị đây. Thôi, tài liệu thì em cứ để trên bàn cho chị đi. Về thì chị sẽ giải quyết sau. À, hôm nay đừng sắp xếp cho chị gặp ai nhá. Chị bận lắm. Ở công ty cứ tự triển khai đi. Thế nhá. Ok. Có chuyện gì đấy? Thôi được rồi, cậu ngồi đấy đi. Để tôi xuống xem sao. Anh ơi, anh có sao không ạ? Tôi xin lỗi, tôi chưa làm xước sát xe gì đâu ạ. Thì ra là anh Hiếu à? Thảo. Tôi còn tưởng ai. Đúng là em rồi. Dạo này nhìn em khác quá. Đây là xe mới của em à? Đẹp thế. Em này, em có tiền cho anh vay một ít, giúp anh với.
Anh nói cái gì đấy? Sao tôi lại phải giúp anh? Tại vì anh đâm vào xe của người ta, bây giờ anh phải đền. Anh không có tiền nên anh phải trốn chui trốn lủi. Em giúp anh với, dù gì mình cũng có khoảng thời gian bên nhau mà. Cái gì khoảng thời gian bên nhau á? Anh đừng động vào tôi. Và anh cũng không có tư cách nhắc lại cái chuyện đấy đâu. Em, bây giờ em mà không giúp anh chết mất. Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được, làm trâu làm ngựa, anh chịu hết. Tôi nói cho anh biết nhá, cái việc bây giờ anh sống chết như thế nào ấy không còn liên quan gì đến tôi nữa đâu. Thôi, tôi đang rất bận, tôi đi đây. Anh tránh đường cho tôi đi. Thảo, ai đi à? Mời cô vào. Cô hỏi ai đấy ạ? Thầy không nhận ra em ạ? Thảo có về không? Vâng, em Thảo đây thầy ạ. Ôi, em về từ bao giờ thế? Em cũng mới về thôi thầy ạ. Em xin lỗi thầy vì không thể gọi điện về hỏi thăm thầy thường xuyên được. Thế bệnh tình của thầy thế nào rồi ạ? Thì thầy vẫn khỏe mà. Thầy đừng có nói dối em. Lúc đến đây, em đã hỏi thăm mấy cô hàng xóm rồi. Em biết hết rồi thầy ạ. Hóa ra là thế. Thế nếu em không về nước thì thầy còn định giấu em đến bao giờ nữa ạ? Thực ra thì thầy đang định bán cái nhà này để chữa bệnh. Thầy, thôi, từ giờ thầy yên tâm mà chữa bệnh đi. Có em rồi, em sẽ ở đây lo cho thầy. Nhưng mà thầy chữa bệnh tốn kém lắm. Thầy ạ, bây giờ em đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi. Thầy không phải lo đâu ạ. Em không dám dùng tiền ra để bù đắp cho thầy. Nhưng em chỉ mong thầy có sức khỏe thôi thầy ạ. Thầy cảm ơn em. Thầy đừng nói khách sáo như thế. Từ lâu em đã coi thầy là gia đình của mình rồi. Nếu không phải ngày xưa có thầy giúp đỡ và bao bọc cho mẹ con em thì làm sao có em của ngày hôm nay. Em mang ơn thầy còn không hết đấy ạ. Từ giờ em sẽ cho cháu bé sang thăm thầy thường xuyên. Nên thầy phải thật khỏe mạnh và sống lâu thầy nhá.